Mình có đỡ đầu một đứa bé và bé đó vừa qua đời. Xin chia buồn với chị. Chắc có lẽ chị rất là thương trẻ con, rất là quý trẻ con, nên những cái hành động yêu thương đó nó luôn luôn trong con người của chị ha. Và mong rằng sắp tới chúng ta sẽ có nhiều hoạt động hơn nữa để dành cho trẻ em. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Rồi, hôm nay thì chị Dung đến đây sẽ hát bài gì? Dạ, mình xin hát bài Dấu Chấm Hỏi của nhạc sĩ Thế Hiện. Dạ đúng. Tại sao chị hát bài này? Trẻ mồ côi nó là một cái hình ảnh, có thể là nó đã gắn bó với cái cuộc đời của mình, và mình đi khắp nơi để giúp các trẻ đó. Thì các trẻ mồ côi đó, nó không biết làm sao cái hình ảnh đó nó chạm vào trái tim của mình. Và mình có đỡ đầu một đứa bé và bé đó vừa qua đời. Mình rất là thương, thương hơn cả con ruột luôn. Xin chia buồn với chị. Chắc có lẽ chị rất là thương trẻ con, rất là quý trẻ con, nên những cái hành động yêu thương đó nó luôn luôn trong con người của chị ha. Và mong rằng sắp tới chúng ta sẽ có nhiều hoạt động hơn nữa để dành cho trẻ em. Cảm ơn. Rồi, Dấu Chấm Hỏi, một tác phẩm của nhạc sĩ Thế Hiển đã lay động biết bao nhiêu trái tim của những ông bố. Trước khi hát thì chị sẽ chọn micro vàng. Dạ, mình chọn số 8. Số 8 là của chị Hành Dung. Và bây giờ xin mời quý vị đến với bài hát Dấu Chấm Hỏi. Cha ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Đêm đêm bên hè vắng, đứa bé mồ côi vẫn nằm đơn côi, như dấu chấm hỏi, như dấu chấm hỏi, hỏi giữa cuộc đời. Cha ơi, cha là ai? Mẹ ơi, mẹ là ai? Cha ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Như một lời khắc khoải của một đứa trẻ. Bài này Thế Hiển viết rất là lâu rồi, hơn 20 năm rồi. Cái thời đó rất là nhiều trẻ em đang gặp khó khăn, phải mưu sinh tất bật ở ngoài xã hội. Nhưng đến bây giờ thì nó cũng đỡ những cái hình ảnh đó rồi. Nhưng qua đại dịch thì cũng rất nhiều trẻ em mồ côi, cha lẫn mẹ luôn. Rất nhiều tổ chức đã đứng ra để lo cho các em. Nhưng đâu đó vẫn còn những trẻ em như một dấu chấm hỏi vậy. Cha ơi, mẹ ơi ha. Rất là nhiều cái con hẻm có đôi khi là mẹ và ba đều mất bởi Covid này. Và chị hát bài này như một lời tự sự gì đó. Linh nghĩ rằng chắc là chị cũng có hát cho người con của chị chẳng hạn, đúng không chị? Dạ đúng rồi. Mình đã hát cái bài này cho con trong cái ngày giỗ một năm của con. Thương quá. Rồi bây giờ chị sống với ai? Dạ mình sống cùng với con trai. Con trai hả? Dạ. Chỉ có hai mẹ con thôi. Dạ đúng rồi. Nương tựa lẫn nhau. Dạ. Làm bánh cùng với nhau. Dạ, con trai mình còn đi học, làm bánh chỉ có một mình thôi. Chị có hướng con mình đến làm bánh giống như mình không? Dạ không, mình để cho con thực hiện ước mơ của con. Mình sinh con ra nhưng mà để con thực hiện mơ ước của con, không thực hiện mơ ước của mẹ. Hay quá. Dường như là người con trai của chị á, là lúc nào cũng gắn bó với chị. Bất cứ nơi đâu. Vậy hôm nay bạn ấy có đến đây không? Dạ có, bé ngồi ở hàng ghế khán giả. Chắc là mình phải trao giao lưu một tí xíu ha. Xin chào cậu bé của những sự của một ngôi nhà ngọt ngào. Dạ con chào chú Quyền Linh, ban giám khảo và mọi người ở trong sân khấu hôm nay ạ. Dạ lời đầu tiên thì con xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho mẹ con có cơ hội để đứng trên sân khấu hôm nay và truyền tới những cái câu chuyện và cũng như là cảm hứng cho mọi người xung quanh.
Thì trong cái thời gian mà dịch bệnh á, mặc dù mà con không có được gần ở mẹ, tại vì cái khoảng thời gian hè thì nó là khoảng tháng 6, thì tới khoảng tháng 8 là bắt đầu dịch nó lên, thì con không thể trở về Sài Gòn được. Nhưng mà với cái tình thương mà mẹ con dành cho mọi người xung quanh á, thì mẹ con đã, mặc dù không có con kế bên, nhưng mà mẹ con vẫn đã cố gắng và tự bản thân mình để làm được những cái điều rất là giá trị mà con cảm thấy rất là tự hào mẹ con trong cái khoảng thời gian vừa rồi. Dạ, con xin cảm ơn. Cảm ơn con. Chúc mừng chị đã có 10 con đã hiểu chị ha. Và có thể đó là một niềm tự hào của con mình. Dạ, dạ. Dạ, em cảm ơn anh. Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với Hát Cho Ngày Mai. Chị Hành Dung sẽ mở số 8. Micro vàng của mình là bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, số 0 và cuối cùng là số 2. 20 triệu đồng gửi tặng chị Dung. Dạ, em cảm ơn anh Huyền Linh, cảm ơn ban giám khảo và cảm ơn mọi người ở trường quay rất là nhiều ạ. Tuyệt vời. Dạ. Những cái việc làm của chị rất đẹp, với nụ cười cũng rất là đẹp luôn, rất là xinh. Và còn mong tất cả mọi điều tốt đẹp với hai mẹ con. Thật nhiều may mắn trong cuộc sống chị Dung nhá, để chị có thể hỗ trợ thêm nhiều, đem đến nhiều niềm vui nữa cho những mảnh đời bất hạnh. Dạ, cảm ơn anh Huyền. Cảm ơn chị Dung rất nhiều. Dạ, em xin chào. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.